Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 104. Bài này làm trong khóa vô cơ cơ bản 11, phần chuyên đề bài tập tạo thành và hóa tan kết tủa. Phương pháp giải loại toán này thầy dùng sơ đồ cộng với bảo toàn nguyên tố. Cụ thể ở bài toán này là nguyên tố nhôm và nhóm OH. Đầu tiên thầy có sơ đồ. Ok. Bài toán này hỏi OH trừ. Bình thường hỏi OH trừ, các em nhớ hội thầy là luôn luôn có hai trường hợp xảy ra và sẽ có hai nghiệm tương ứng. Nhưng đề thi nó hỏi giá trị nhỏ. Giá trị nhỏ của V nghĩa là người ta chỉ yêu cầu các em lấy một nghiệm thôi. Và cụ thể là nghiệm nhỏ này, tức là trường hợp thứ nhất, trường hợp mà kết tủa chưa bị tan. Thế thì quá đơn giản rồi. Chúng ta chỉ cần dùng bảo toàn OH là xong. OH trừ ở đây làm gọn là trong kết tủa. Như vậy kết quả thầy có 0,5V bằng 0,2 nhân 3. Từ đó suy ra V bằng 1,2. Đáp án là A luôn.